Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đang hướng dẫn cho các bạn ở lớp mình vẽ trái tim. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ lên cho các bạn chúng ta xem ha. Hiện tại bây giờ thì trời cũng đang tối gần 11 giờ khuya rồi các bạn. Nên ra mình cũng nói chung là cái ánh sáng nó cũng bị giới hạn tầm nhìn ha. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ vẽ một cái trái tim. Để vẽ được trái tim đầu tiên chúng ta sẽ mình lấy cái màu này hơi nhạt, không biết có thấy rõ hay không. Mình chọn màu nó hơi nhạt chút xíu. Đây các bạn, ở đây mình sẽ vẽ một cái đường. Từ đây mình vẽ xuống đây nha. Nhìn thấy rõ không? Nó cũng ok. Còn ở bung gần lại đi. Gần chút nữa đi. Rồi đầu tiên mình vẽ một đường chọn tâm trước các bạn. Sau đó ha, sau đó thì ở đây mình sẽ vẽ từ đây qua đây, mình sẽ vẽ một một đường từ đây đi xuống đây. Rồi tiếp tục nữa, bên đây đối xứng các bạn, nếu mà các bạn vẽ không được đối xứng thì chúng ta sẽ vẽ như thế này nữa các bạn. Các bạn vẽ qua, bạn vẽ qua đây cho nó có sự đối xứng nhau đây ha, mình vẽ qua đây có sự đối xứng đây, vẽ qua nha cho có sự đối xứng nhau. Rồi xong, sau đó từ đây chúng ta sẽ tước cọ và chúng ta sẽ vẽ từ đây, chúng ta vẽ nhẹ xuống đây đây ha. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ cho nó lên cao lên tí xíu nữa. Đó. Rồi đầu tiên là mình vẽ tâm trước ha, cái phần nè tâm nè ha, ở đỉnh tâm nè, còn phía cuối nè ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vẽ lại nha, mình sẽ vẽ lại cho các bạn xem nha. Bắt đầu từ ở đây mình sẽ ôm từ vị trí dưới này, từ vị trí dưới này mình cong qua đây các bạn, mình cong qua đây, xong sau đó mình sẽ đi vô đây. Rồi mình vẽ được một bên rồi đó các bạn ha. Rồi tiếp theo nữa, từ ở vị trí này mình cũng sẽ lên đây và mình cũng sẽ cong qua đây để đối xứng với bên này các bạn. Mình sẽ có được một trái tim, mình vẽ đây sẽ được một trái tim ha. Làm lại lần nữa cho thấy rõ lên nha. Rồi. Rồi sau khi mà mình đã lấy trái tim xong xuôi rồi thì bây giờ mình sẽ lấy màu hết các bạn ha. Mình tô vào nha. Mình lấy một chút xíu màu đây, mình chấm nhẹ đây. Rồi bên đây mình lấy một chút xíu màu, mình chấm nhẹ đây các bạn. Rồi sau khi mình chấm màu xong rồi các bạn thì mình sẽ bắt đầu mình kéo cái màu này xuống đây. Mình kéo màu này xuống đây trước, còn lại thì ở đây mình sẽ bắt đầu mình kéo, từ đây mình kéo lên các bạn. Bên đây cũng vậy, bên đây mình cũng kéo lên. Đó các bạn, cứ kéo từ từ lên theo cái đường mà mình vẽ nè các bạn. Rồi ở đây đó, cái này cho mình được cái trái tim các bạn. Cái này thì nó hơi ấy ra tí xíu, mình sửa lại tí xíu các bạn cho đẹp. Kéo rồi nè. Rồi đó, ok rồi đó. Đây nè bạn, mình được một trái tim nè, dễ thương à ha. Rồi sau đó thì mình sẽ hơ đèn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục mình vẽ thêm một cái trái tim nữa các bạn, một cái trái tim nằm ở ngay vị trí này nha các bạn nha. Thì ở đây cũng vậy, các bạn cũng vẽ, các bạn muốn vẽ ví dụ nó khuất hơi đen tí xíu nè, các bạn vẽ ở đây, mình vẽ đây giống như nó khuất vậy nè các bạn ha. Rồi sau đó ở đây mình cũng vẽ ra đây,
đây, các bạn cũng vẽ ở đây. Rồi, mình cho thêm phút vậy ha. Rồi, sau đó các bạn cũng lại, chúng ta lại co từ đây nha. Đi các bạn đừng có đè cái mũi cọ xuống ha, các bạn đi bằng cái phần của cái đầu cọ thôi nhé các bạn. Đi cái đầu cọ nè, các bạn thấy mình đi đầu cọ đừng có đè quá nhá không. Rồi tiếp tục bên đây cũng vậy, từ dưới này bạn đi lên xong tới đây các bạn đi vòng qua nè các bạn. Đó mình đi vậy mình chia đều hai bên nè, đó mình chia đều hai bên này đó các bạn. Đây nè các bạn, dễ các bạn cứ từ từ mình đi thôi. Đó, khi mình chia đều được hai bên như thế này rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ lấy màu nha. Mình lấy nhỏ nhỏ nhẹ vô, nhỏ tới thôi, đừng nhỏ nhiều á. Nhỏ vừa đủ thôi. Sau khi các bạn nhỏ màu xong rồi thì chúng ta sẽ kéo xuống đây. Như các bạn thì thích bên đây màu này, bên kia màu kia thì các bạn nhỏ hai màu ha. Dễ thương các bạn, rất là dễ thương ha. Màu là lên dễ thương lắm đó các bạn. Rồi nè các bạn ha, mình kéo cho nó đều đều ra chút xíu. Rồi xong rồi nè. Sau đó thì chúng ta hơ đèn nha cả nhà. Cái mẫu rồi rất là dễ thương luôn các bạn, dễ thương vô cùng luôn. Giờ mình hơ đèn nha. Đây các bạn, sau khi hơ đèn xong thì trái tim đây nè các bạn, rất là dễ thương luôn ha. Đó các bạn á, thí dụ như các bạn thích cái phần trái tim này nó bóng lên thôi, thì các bạn lấy tóp, cái tóp á các bạn chỉ quét cái phần trái tim thôi, còn này là mình sơn bóng lì, thì ở đây nó lì và ở trên đây là bóng, thì nó sẽ làm nổi bật cái trái tim lên ha các bạn. Ví dụ như giờ ha, mình sẽ lấy tóp bóng nha, tóp bóng nè, mình sẽ đặt vào đây. Mình chỉ thoa cái phần trái tim chứ mình không quét hết nha các bạn nha. Ha, ví dụ tóp bóng đây. Rồi, bây giờ mình chỉ nhỏ, mình muốn quét cái phần ở chỗ trái tim thôi. Thì đây các bạn, mình cũng quét y chang vậy luôn. Ha. Mình quét y chang vậy luôn. Xong rồi mình chùi cọ cho sạch nha. Chùi cọ cho thiệt sạch để mình quét cọ sạch cái đã. Rồi, sau đó mình lấy cái tóp bóng đây nè. Mình mới thoa, mình mới kéo xuống đây. Mình kéo y chang như mình kéo lúc đầu luôn các bạn. Đó. Đó các bạn kéo y chang, các bạn kéo lúc đầu luôn. Đầu các bạn tô màu sau thì nước bấm các bạn cũng làm y chang như vậy. Để nó lắp đủ vừa phần trái tim thôi. Bây giờ bạn thấy tất trái tim này nó bóng hoặc trái tim kia nó mờ thì trái tim kia bạn sơn tấp lì. Bạn quét tấp lì vậy đó. Có cái bóng có cái mờ thì tùy các bạn ha. Còn các bạn thích bóng hết thì mình sẽ làm hết luôn. Để mình lật ngược ra mình quay cho mình đảo cho nhanh. Nhiều bạn nói đảo rồi lên tay sao đảo được hết nha các bạn. Tại các bạn không biết làm thôi chứ lên tay mình quay được hết đó nha các bạn nha. Không có gì khó đó. Do mình không biết làm thôi. Nhiều bạn bình luận người xây lên tay sao xây mặc gì xây không được. Tại do bạn không biết xây thôi. Mình làm gì mà nhanh gọn lẹ nhất để mình lấy tiền. Nhiều bạn bình luận không có lịch sự, mình nghe mình cũng mệt lắm, tại đây mình muốn chia sẻ cho mọi người học thôi. Đây các bạn nè, đó ha. Thí dụ mình thích cái trái tim này bóng thì mình sẽ sơn lên, mình sơn tốp lên ha. Còn ở đây mình bên này cũng vậy, mình muốn đây miếng nữa thì mình đẩy tiếp tục mình đặt ở đây nè. Rồi xong sau đó mình cũng kéo y chang vô luôn để cho tập bóng nó bóng vô cho đẹp ha các bạn ha. Còn bạn nào mà cao thủ giỏi quá thì có thể bay ra khỏi trang mình nha. Chứ mình này chủ yếu là mình chỉ cho các bạn học viên nào mà không biết á, thì các bạn học và chúng ta trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Còn có ý kiến thì chúng ta ý kiến nhẹ nhàng nha. Mình
lớn hết trơn rồi, ai cũng có học thức hết rồi, đúng không? Đâu có cần phải người ta hướng dẫn, người ta chỉ trên mạng, người ta cố tình người ta chỉ để cho mọi người có được kiến thức để mà mình trao đổi kinh nghiệm cho nhau, mình học hỏi lẫn nhau. Nhiều bạn bình luận mất lịch sự vô cùng. Mình không nghĩ là bạn, các bạn trong đầu các bạn nghĩ cái gì luôn nữa. Rồi ok đây. Mình đã làm bóng lên đó các bạn, rất là dễ thương. Rồi bây giờ các bạn coi mình hơ đèn nha, hơ đèn mình lấy ra rất là dễ thương cho các bạn xem nha. Ok đây nè bạn, các bạn xem nè. Ở dưới là mình sơn tấp lì ha, mình cho nó mờ trước đi, xong sau đó đó các bạn bắt đầu ha vẽ treo lên nha cả nhà. Đó mình vẽ treo lên, vẽ hai lần mà vẽ mình tô lên. Vẽ lần này mình hơ đèn rồi vẽ lần này hơ đèn. Còn nếu treo các bạn không chải thì các bạn vẽ một lúc hai cái rồi các bạn hơ đèn luôn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ sơn tấp bóng lên thì sẽ ra được một cái mẫu rất là khút đó các bạn ha. Rất là khút, rất là dễ thương ha, rất là cute nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu các bạn thấy mà video bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh, subscribe cho Ngọc Cẩm nha các bạn. Và nhớ chia sẻ về tường của mình để các bạn luyện tới luyện lui nhiều lần để mình có được những trái tim đẹp ha. Những trái tim xinh nha, và mong các bạn sẽ vẽ đẹp hơn Ngọc Cẩm thật tuyệt là nhiều nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha, cảm ơn rất là nhiều, yêu quý các bạn nhiều lắm. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.